Mèo con Kiki đang ngủ say thì lại tỉnh dậy. Đây là mèo con Kiki. Đây là thỏ Bunny Hop các bạn ạ. Đáng yêu chưa? Một bạn thỏ đáng yêu và một bạn mèo con đáng yêu. Hai bạn đang ở chung với nhau. Và đương nhiên các bạn xem video trên kênh Kitten Mèo Ven của mình thấy thú vị thì hãy cho mình xin một like, đăng ký kênh ủng hộ channel Kitten Mèo Ven của mình nhé.